Hai xin chào anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với Đông Seri ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin Hot in Market số 9 để cập nhật những thông tin quan trọng ở trên thị trường dành cho mọi người. Thì nếu như trong vài ngày qua ha, bạn nào chúng ta bận công việc hoặc là bạn đi đâu đấy, bạn không có check giá ở trong thị trường crypto và hôm nay bạn quay lại check, thì mình nghĩ là các bạn có thể là sẽ không thể tin được vào mắt của mình khi mà nhìn thấy đồng Luna có giá trị hiện tại là 0,72 đô ha. Mình nhắc lại là 0,72 đô. Trong khi trước đó chỉ một tuần thôi thì Luna vẫn đang ở cái mức là tầm gần 80 đô. Như vậy là chỉ trong vòng vài ngày thì giá trị của đồng Luna đã giảm hơn 100 lần rồi. Đây có thể nói là cái sự kiện giảm giá khủng khiếp nhất của một đồng coin top ở trong lịch sử crypto cho tới thời điểm hiện tại luôn. Và bên cạnh Luna thì chúng ta cũng chứng kiến sự sụp đổ của đồng stablecoin ha, đồng stablecoin thuật toán của hệ đó là đồng UST, khi mà UST đã có mức về trading ở cái mức rất thấp so với lại mức 1 đô ban đầu. Đó là 0,23 đô. Tương ứng với lại việc chi năm. Thì hôm nay nội dung chính chắc chắn là chúng ta sẽ đề cập tới sự sụp đổ của đồng Luna và UST này, cũng như là mình sẽ cập nhật cho mọi người tình hình thị trường hiện tại để cho anh em có thể nắm và những cái suy nghĩ của mình về thị trường và định hướng sắp tới của mình ha. Rồi, trước khi đi vào chi tiết video thì bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của Đông Seri và tham gia vào channel trên Telegram thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn vào đường link mình để bên dưới phần mô tả video để tham gia vào channel này, nơi mà mình sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin quan trọng của thị trường cho anh em ha. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về toàn bộ sự việc về sự sụp đổ của UST và đồng Luna này. Thì mọi chuyện bắt đầu vào sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 5 ha. Thì các bạn nếu mà chúng ta xem cái chart của UST thì các bạn sẽ thấy mình mở cái khung chart là 1 giờ và mình sẽ đưa mốc thời gian về tới ngày 8 tháng 5. Thì đây các bạn sẽ thấy là trong vòng là vài tiếng đầu của ngày 8 tháng 5 theo khung giờ Việt Nam thì đồng UST lần đầu tiên khi list Binance ha đã bị mất pet và cái mức 1 đô đã bị giảm xuống là còn 0,986 đô. Và ngay sau đó thì anh em thấy là founder của hệ Terra, đó là Du Khai Quang, đã phản ứng lại với việc này và hành động để kéo lại PET của UST lên lại mức tiệm cận là 0,99 đô, gần 1 đô chỉ trong buổi sáng hôm đó luôn. Và trong cuối ngày hôm đó thì giá UST đã về lại mức là được PET gần như là 1 đô rồi. Tuy nhiên thì đó chỉ là sự bắt đầu thôi, và điều tồi tệ đó thực sự đến vào bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 ha. Thì các bạn thấy là giá của UST từ ngày 9 tháng 5 đã bắt đầu giảm rất mạnh và hoàn toàn là mất được cái mức PET 1 đô và đi xuống rất là sâu ở dưới luôn. Và phản ứng của Du Khai Quang cũng như là tổ chức LFG, là một cái tổ chức có tên là Luna Foundation Go, là một bên quỹ đầu tư ha, và họ tập hợp lại hết tất cả những quỹ lớn mà họ hợp tác để có thể bảo vệ được giá của đồng UST. Thì trước đó là quỹ LFG họ đã có một cái số lượng dự trữ Bitcoin lên tới là hơn 3 tỷ đô ha. Thì các bạn thấy là khi mà đồng UST bị mất PET thì họ buộc phải bán đi cái số lượng Bitcoin mà họ đang dự trữ để mà cứu lại đồng UST ha. Họ bán BTC ra UST để mà có hy vọng là khôi phục lại PET 1 đô dành cho đồng UST này. Thì các bạn thấy là trước đó thì số dư của quỹ LFG của Terra họ liên tục tăng, họ liên tục thêm vào quỹ dự trữ bằng Bitcoin, nhưng mà chỉ sau ngày 9 tháng 5 thôi thì tất cả đã về số 0 rồi, và có ý nghĩa là họ đã bán toàn bộ số tiền dự trữ của họ bằng Bitcoin ra để cứu UST. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khi mà các bạn thấy là giá Bitcoin đã bị đâm rất là mạnh ở trong tuần qua ha, là một phần tác động rất lớn đến từ quỹ LFG này. Tuy nhiên thì anh em thấy là những nỗ lực của LFG
cũng không thể nào mà cứu nổi đồng USD khi mà tiếp tục ngày hôm sau đó thì lại bị mất pet, và cho đến cái ngày hôm qua là ngày 11 tháng 5 là USD đã chính thức giảm rất sâu về tới cái mức là 0,25 USD. Thì cái việc mà USD bị mất pet này nó đến một phần rất là lớn do sự hoảng loạn của nhà đầu tư ha, khi mà họ đầu tư USD và đặc biệt là họ bỏ tiền ở bên nền tảng là Anchor. Thì nền tảng này là một trong những nền tảng mà hot nhất ở trong thời gian qua, bởi vì cái mức chi trả lãi suất của nó là 19,5% mỗi năm khi mà gửi USD vào đây, và nó đã thu hút một cái lượng tiền nạp vào trong đây rất là lớn ha. Thì các bạn thấy là trước khi mà nó sụp đổ thì cái số tiền mà được nạp vào trong Anchor lên tới là hơn 14 tỷ đô ha, và tới thời điểm hiện tại thì nó đã rút ra được hết là gần hơn 10 tỷ đô rồi. Đây là một cái cuộc bank run, một cuộc mà tháo chạy hàng loạt của tất cả nhà đầu tư, và họ đã phải panic sell để bán USD giá rẻ và thu lại cái phần tiền, bởi vì họ sợ là USD có thể là không bao giờ về pet 1 đô nữa, và dẫn tới cái việc là cây nến này nó chạm tới mức là chia 5 so với lại giá trị 1 đô của USD. Thế thì ở đây các bạn sẽ thắc mắc là nếu như mà USD bị sụp đổ như vậy thì tại sao Luna lại giảm một cách kinh khủng như vậy? Thậm chí là Luna giảm còn khủng khiếp hơn USD khi mà mới vài ngày trước thôi, mới tuần trước thôi, chúng ta thấy Luna ở cái mức là 79-80 đô và hiện tại thì không thể tin được là Luna lại về dưới 1 đô là 0,7 đô. Rồi, thì để mà hiểu được cái sự sụp đổ đến kinh khủng như vậy của Luna thì các bạn cần phải nắm về cái cơ chế hoạt động của USD, đồng stablecoin này, và mối tương quan của nó với lại đồng Luna ha. Thì các bạn thấy là USD là một đồng stablecoin thuật toán và giá của nó luôn luôn được cố gắng giữ ở mức 1 đô. Thì trong trường hợp mà USD giá lớn hơn 1 đô có nghĩa là nguồn cầu ha, nhu cầu sử dụng USD ở ngoài thị trường rất là lớn. Thì để mà đáp ứng được nhu cầu này thì USD cần phải được min ra thêm. Và cái việc min USD này đến từ việc là Luna sẽ bị đốt đi ha. Thì các bạn thấy là khi mà cái trường hợp USD lớn hơn 1 đô đó là trường hợp lý tưởng của cả hệ Terra, bởi vì nguồn cung của USD sẽ được tăng lên bằng việc là min ra thêm USD, và cái nguồn cung của Luna cũng sẽ được đốt đi bớt, dẫn tới việc là giá Luna sẽ tăng. Thì đây là cái bức tranh lý tưởng của hệ Terra ha. Và trước khi mà đến với cái sự sụp đổ á, thì Luna và USD đã hoàn thành rất là tốt việc này, khi mà các bạn thấy là giá của Luna liên tục phá đỉnh và là một trong những đồng coin nền tảng có cái perform tốt nhất ở trên thị trường. Còn với USD thì đồng này liên tục mở rộng market cap và đã có lúc market cap của nó vượt qua cả đồng BUSD của sàn Binance luôn ha. Rồi thì bây giờ đó là trường hợp USD lớn hơn 1 đô. Còn nếu như trong trường hợp mà giá USD bé hơn 1 đô thì để cố gắng kéo lại giá USD về lại 1 đô á, thì hệ thống á, sẽ đốt USD và sẽ min ra đồng Luna ha. Và việc này là sẽ giúp giảm đi cái nguồn cung của đồng USD và kéo pet của USD về lại 1 đô. Thì các bạn thấy là khi mà cái việc mà USD bị mất pet như thế này á, Luna được min ra liên tục ở trên thị trường, và đó chính là một trong những cái lý do chính khiến cho giá Luna đâm liên tục từ mức là 70 đô ha cho tới về 0.7 đô. Và ở thời điểm mình làm video này thì giá vẫn đang liên tục giảm vì cái cơ chế này cũng như là sự panic sell của nhà đầu tư ở trong thị trường ha. Rồi, thì hôm qua khi mình lướt Twitter thì có một cái bài post nó cũng mang tính là khá là châm chọc, khi mà nhiều người cá cược với nhau rằng khi mà Luna giảm liên tục ở cái mức giá là đâu đấy là tầm gần về tới 10 đô, thì mọi người mới cá cược với nhau rằng là liệu Luna với lại USD thì đồng nào sẽ quay trở về mức 1 đô trước. Thì nghe thì có vẻ là rất là phi lý ha, khi mà USD thì là một đồng stablecoin thì nó có thể là sẽ quay về 1 đô, còn Luna thì giá là hiện tại là vẫn còn rất là cao là 10 đô, nhưng mà không ngờ là chính Luna lại là cái đồng coin mà quay về cái mốc là 1 đô trước cái đồng USD này luôn. Và có một cái lưu ý cho anh em đó là phản ứng của founder của hệ Luna, đó là Du Ca Won, trong những ngày qua thì mặc dù là họ đã cố gắng làm hết cách bằng việc là bán đi hết tài sản ở trong cái quỹ LFG bằng Bitcoin để mà cứu đồng USD, hoặc là họ đã đưa ra thêm 1,5 tỷ đô bao gồm là 0,75 tỷ đô theo BTC cũng như là 750 triệu đô theo USD để mà cố gắng giải cứu được cái tình
tình trạng này. Tuy nhiên thì mọi việc mình thấy là gần như là vẫn là bất khả thi ha, khi mà vẫn không thể cứu được pet dành cho đồng Luna này. Và trong ngày hôm qua thì mọi người đang rất là mong chờ việc là Dukewon sẽ thông báo một cái thông tin gì đấy để đưa ra một cái plan giải cứu cho đồng Luna cũng như USD. Thì lúc đấy á, theo quan sát của mình á, là giá Luna đang đâu đấy là từ 16 đô là lúc mà Dukewon thông báo là sẽ bắt đầu có một cái kế hoạch recovery cho USD. Cho tới khi mà anh này đưa ra cái thông báo chính thức á, thì giá đâu đấy nó chỉ về còn có 4 đô thôi. Và sau thông báo này thì giá đã giảm một mạch xuống còn dưới 1 đô luôn. Và theo như cái thông báo của Dukewon đưa ra vào ngày hôm qua thì hiện tại là gần như là đã hết cách để cứu chữa cái tình hình hiện tại rồi, và chỉ có thời gian, và bên hệ của Terra cũng cần thêm rất là nhiều tiền để mà xây dựng lại từ đầu ha. Cho nên cái này mình rất là chia buồn dành cho những bạn nào là holder của đồng Luna và đã chịu thiệt hại cực kỳ là to lớn trong cái cú sụp đổ này. Hy vọng là các bạn sẽ vượt qua được ha. Và nhiều bạn thắc mắc là tại sao là trong cái thời gian mà Dukewon đưa ra thông báo thì nó rất là lâu. Tại vì nếu mà các bạn check, các bạn thấy là Dukewon thông báo là vào ngày 10 tháng 5 ha, là hôm 2 hôm trước, là tối ngày 10 tháng 5, thì mãi cho tới 5 giờ chiều ngày hôm qua, tức là ngày 11 tháng 5 thì mới có thông báo chính thức. Và theo như cái thông báo này á, đó là gần như là Terra đã không thể cứu được cái tình trạng hiện tại của đồng Luna và USD rồi. Bây giờ chỉ có là cần thêm thời gian, cũng như là quỹ LFG họ cũng cần thêm thời gian để có thể kêu gọi thêm những cái liên minh khác để mà xây dựng lại từ đầu thôi. Thì trước đó trong một khoảng thời gian dài như vậy, tại sao mà Dukewon lại im hơi lặng tiếng như vậy? Thì bởi vì đã có những cái thông tin đó là họ đã ngồi lại họp với nhau, cũng như là đã cố gắng kêu gọi những cái quỹ đầu tư lớn ở trong thị trường, ví dụ như là Trump hay là Alameda, hoặc là một số quỹ đầu tư khác, để mà có thể đưa ra một cái kế hoạch để giải cứu đồng Terra này bằng việc là gọi vốn thêm là 2 tỷ đô nữa. Thì đây chỉ là tin đồn thôi, nhưng mà ngày hôm qua thì đã không có một cái tin nào diễn ra hết. Và ở cái thời điểm mà Dukewon ra thông báo là lúc đó là giá của Luna đang ở mức là 3-4 đô ha, và không có một cái phản ứng nhịp hồi nào của thị trường hết. Và tới thời điểm hiện tại các bạn thấy là Luna đã về còn có 0.6 đô thôi. Và theo quan sát của mình á, thì có vẻ như là thông báo này của Dukewon cũng như là định hướng trước giờ của hệ Terra, thì nếu như phải chọn một trong hai là Luna hoặc là Terra là đồng USD để mà ưu tiên giải cứu trước ha, thì mình nghĩ là đồng Luna có thể là sẽ bị hy sinh và để giải cứu đồng USD trước. Thì một trong những lý do đó là vì các bạn thấy là cái cơ chế mà phải min ra liên tục Luna để cứu USD về lại mức 1 đô như mình đã giải thích, cũng như là những cái định hướng về decentralized stablecoin của Terra nói chung trong suốt quá trình mà họ tạo ra cái hệ sinh thái này ha. Rồi trong ngày hôm qua thì tạp chí Coindesk cũng đưa ra một thông tin gây rất là nhiều sự quan tâm của dư luận, đó là Dukewon ha, là CEO của hệ Terra hiện tại, thì chính là một trong những người co-founder của một cái dự án cũng là về làm về stablecoin thực toán có tên là Basic Cash, và dự án này đã sập đổ vào cuối năm 2020. Và có vẻ như là hiện tại là USD cũng đang đi trên con đường đó. Thì đây là cái tờ báo Coindesk họ đưa ra quan điểm của họ như vậy. Thì anh em nào quan tâm thì anh em có thể đọc thêm để có thể xác thực lại cái thông tin này. Và ngoài ra thì còn có thêm một cái tin đồn nữa của thị trường, đó là việc mà Terra USD bị tấn công như vậy á, đó là một cái cuộc tấn công có chủ đích và đến từ những quỹ đầu tư lớn ở trong thị trường truyền thống, đó chính là quỹ Citadel và quỹ BlackRock ha. Thì đây là hai cái quỹ đầu tư và nắm giữ hàng tỷ đô la tài sản ở thị trường truyền thống ha, thì họ bị cáo buộc là đã gây ra cái sự sụp đổ của đồng USD này. Tuy nhiên thì những người đứng đầu của những quỹ này ha, họ đã lên tiếng phản bác về cái chuyện này. Thì bạn nào quan tâm tới những cái thuyết âm mưu như thế này thì các bạn có thể đọc tìm hiểu thêm ở trên Reddit ha, thì mình thấy trên Reddit bàn tán rất là sôi nổi về cái chuyện này. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại với tình hình của Bitcoin. Thì như anh em thấy là hiện tại là Bitcoin đang được giao dịch ở cái mốc là tầm 28k9 cho tới 29k. Thì mình cũng khá là bất ngờ khi mà trong những ngày qua
ở cái thời điểm mà USD và Luna bị sập á, thì giá của Bitcoin vẫn không giảm là mấy ha, vẫn giữ ở cái mốc là 30k cho đến là tối hôm qua rạng sáng nay thì mới có một cái cú giảm sâu về tận là 28k, và hiện tại là đang trading ở khu vực là 28-29k. Thì anh em thấy là nếu như mà anh em follow theo bản tin trước của mình á, thì mình đã bắt đầu mua vào ở cái khu vực là 34k5 rồi, ở cái khung tuần thì mình cũng đã mua thêm ở cái khu vực là 33k, và hiện tại là đây là cái mốc cuối cùng mà cái kế hoạch mua của mình sẽ diễn ra ở cái khu vực này. Thì đây là lúc mà mình kỳ vọng là sẽ có một cái nhịp hồi của thị trường. Lý do là bởi vì mình cảm thấy là thị trường đã quá đau đớn rồi, mọi người đang cũng rất là sợ hãi rồi, và Bitcoin cũng đang ở trong một cái khung support rất là mạnh. Thì nếu như ở đây mà Bitcoin không hồi và tiếp tục giảm xuống tiếp thì mình sẽ chấp nhận ha, mình cắt lỗ đi những cái khoản trade hôm trước giờ của mình. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thị trường với anh em trong những bản tin sau. Thì có một quan điểm mình muốn chia sẻ với mọi người á, là nếu như mà anh em trading thua thì mình cũng đã post ở trên group ha, nếu như mà các bạn trading thua những ngày qua thì mình khuyên các bạn là các bạn không nên mang theo cái tâm lý là trả thù thị trường để mà các bạn liên tục vào trade như vậy, tại vì thị trường dù sao thì vẫn đang ở trong một cái hướng giảm rất là mạnh, cho nên cái việc mà bắt giao rơi và mình trading liên tục như vậy nó sẽ khiến cho các bạn rất là dễ bị mất thêm tiền. Và nếu như mà bear market thật sự là diễn ra và sẽ kéo dài á, thì một trong những điều quan trọng nhất của mọi người là mình khuyên các bạn phải cố gắng giữ được tiền các bạn bằng mọi giá ha, bởi vì nếu mà bear market sẽ diễn ra thì chúng ta sẽ có cơ hội mua được những đồng altcoin với một cái giá mà các bạn sẽ không thể tưởng tượng được, và nếu như lúc đó bạn không còn tiền thì đó là một chuyện rất là đáng tiếc. Cho nên mình khuyên mọi người là nếu như bạn nào hiện tại mà đã hold rồi á thì bạn có thể kiên nhẫn và tiếp tục hold, và chúng ta quên đi để làm những việc khác, và mình tiếp tục tích lũy thêm nguồn tiền của mình bằng những công việc bên ngoài để mà mình có thể trang trải cuộc sống. Còn bạn nào mà vẫn còn tiền ở trong đầu tư crypto thì các bạn nhớ là chúng ta cần phải giữ tiền thật là tốt để mình có thể là mua vào ở những cái thời điểm mà cơ hội để mình thay đổi cả cái vị thế đầu tư của mình nếu mà thị trường thật sự đi vào bear market ngủ đông dài hạn. Ở thị trường gấu bear market thì đáy sau luôn luôn thấp hơn đáy trước và không biết đâu là đáy hết, cho nên nếu mà anh em có bắt đáy thì anh em cũng nhớ là mình phải chia ra từng phần mình bắt, và cách tốt nhất đó là anh em nên dùng chiến lược là DCA theo từng mốc thời gian, ví dụ như là theo tuần anh em mua cùng với một số tiền như vậy, mua hàng tuần trong suốt cái quá trình bear market luôn, thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian cũng như là sức lực hơn rất là nhiều so với việc là bạn cố gắng bạn bắt đáy ha. Thì mình sẽ luôn luôn mình đồng hành ở đây trên kênh YouTube cũng như là trên channel để cập nhật với mọi người trong những cái biến động sắp tới của thị trường. Rồi sắp tới thì có thể là mình sẽ tăng cường làm thêm những video hướng dẫn anh em làm cái kèo về testnet, về cái dự án mới ha, để mà khi mà những dự án nó có thể nó ra mắt token á thì chúng ta sẽ may mắn nhận được airdrop, thì cái này nó cũng mang tính hên xui khá là nhiều, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình chọn lọc những dự án chất lượng để hướng dẫn anh em. Ok, thì như vậy là mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Hy vọng là anh em, tất cả chúng ta sẽ cùng vượt qua được cái thời điểm khó khăn này. Và một điều lưu ý các bạn phải nhớ, lưu ý của mình đó là nếu như mà thị trường thực sự là rơi vào trạng thái là downtrend ha, thì tiền mặt là một trong những cái quan trọng nhất mà bạn cần phải giữ được ha. Chúng ta cần phải giữ được vốn của mình để khi có cái thời cơ chín mùi á, thì bạn sẽ mua được những cái đồng altcoin, những cái khoản đầu tư thật sự là chất lượng để cho cái mùa uptrend tiếp theo, và chúng ta sẽ thay đổi được vị thế đầu tư của chúng ta. Ok, chào tạm biệt mọi người nha.